Như các bác đã biết thì gián không chỉ là côn trùng gây hại, gây khiếp sợ cho nhiều người. Nhưng các bác có thật sự biết được tác hại của nó không? Gián mang các loại chứng run sáng đường ruột gây kích ứng da, khiến người tiếp xúc bị ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ. Trong gián có chứa vi khuẩn E. coli và Salmonella truyền nhiễm, có thể gây ngộ độc thực phẩm và viêm dạ dày, dịch tả, dịch hạch cho cả con người lẫn vật nuôi. Để diệt tận gốc được chúng thì rất là khó khăn. Thì hôm nay em xin mạnh dạn giới thiệu với các bác một siêu phẩm đuổi gián lần đầu có mặt tại Việt Nam luôn. Sản phẩm được tạo ra để giải quyết mọi nỗi lo âu khiếp sợ mỗi khi gián xuất hiện, đó là sáp thơm đuổi gián Nhật Bản. Cái hủ nhìn bé bé xinh xinh vậy thôi mấy bác đặt chỗ nào là gián lần lượt cuốn gói bỏ chạy khỏi chỗ đó. Được sản xuất theo công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, diệt gián bằng cơ chế tỏa hương thu hút gián tới ăn, ngấm dần và tiêu diệt tận ổ luôn. Các bác yên tâm là mùi hương này chỉ gây ảnh hưởng đến côn trùng thôi, hoàn toàn lành tính với sức khỏe con người luôn. Chỉ có 349k cho một vỉ gồm 3 hủ siêu tiết kiệm. Nhà bác nào nhiều gián thì mua ngay cho em, vừa tiết kiệm vừa có mức giá cực kỳ ưu đãi. Bên em hỗ trợ miễn phí ship cho các bác trên toàn quốc. Kiểm tra hàng thoải mái ưng ý mới nhận hàng nên các bác cứ yên tâm. Link mua hàng em có để bên dưới nha.